Các truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Thịnh Thế Đích Phi của tác giả Phượng Khinh, thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không, quân sự, cung đấu, bao gồm 434 chương cộng 23 phiên ngoại. Diệp Ly kiếp trước là một nữ quân nhân, sau khi chết thì linh hồn xuyên không vào Diệp Tam tiểu thư của phủ thượng thư, một gia đình cực phẩm, tranh đua ganh tị lẫn nhau. Nguyên chủ có hôn ước với Lê Vương, bào đệ của đương kim hoàng thượng, được nuông chiều hết mực, nhưng nàng lại bị từ hôn. Sau đó hoàng thượng lại ban hôn nàng cho một kẻ khắc thê. Mà kẻ khắc thê này trước đây là một chiến thần khiến địch quốc khiếp sợ, nhưng năm 18 tuổi tất cả lại bị hủy hoại, đến hủy dung tàn phế, tính tình cũng trở nên âm trầm bất định. Sự kết hợp này như một định mệnh, cùng nhau vượt qua tất cả hoạn nạn, khó khăn. Chuyện không chỉ kể về tình yêu,